xíu đúng rồi đó. Ok, 2 3 là 1 2 3 là anh chỉ tay cho em nữa. Đúng rồi, 1 2 3 là 2 3 là rồi. Thank you.
Con ơi, mày đây nha con ơi. Thank you.
được chào đón sự hiện diện của ca sĩ Anh Tú. Chào đón sự hiện diện của diễn viên Hồ Bích Trâm. Một tràng pháo tay nữa, chúng ta cùng chào đón sự hiện diện của diễn viên Phương Hằng. Và cùng chào đón sự hiện diện của diễn viên Cao Thái Hà. Chúng ta cùng chào đón sự hiện diện của cặp đôi đã theo dõi kênh Bí Mật Vbiz. Chúc các bạn những ngày tốt lành.